Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống Chính sự nhẹ dạ cả tin, đặt niềm tin sai chỗ, đôi khi đã đẩy không ít người rơi vào vòng lao lý Từ vụ 4 tiếp viên đã có nhiều ý kiến cho rằng ai vận chuyển ma túy cũng nói không biết để chối tội, thì sao? Điều này có tạo nên tiền lệ xấu, như vậy công an sẽ phải làm gì? Liên quan vụ 4 tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines sách hơn 11kg ma túy về Việt Nam Một số người có ý kiến cho rằng khi người vận chuyển ma túy nói không biết đó là ma túy, để trốn tội, công an sẽ làm gì trong trường hợp này? Theo báo lao động đăng tải bài viết với tiêu đề Vụ 4 tiếp viên hàng không không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội đã thông tin về nội dung cuộc họp báo định kỳ cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế, xã hội của thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, liên quan đến vụ bốn tiếp viên sách ma túy, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã lên tiếng về vụ việc bốn tiếp viên hàng không sách ma túy từ Pháp về Việt Nam. Đồng thời, lý giải thêm về việc trả tự do bốn tiếp viên hàng không sách ma túy từ Pháp về Việt Nam có tạo nên tiền lệ xấu, bao gồm cả việc nói không biết để thoát tội. Trả lời những thắc mắc trên, trước lo ngại việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không có thể gây tiền lệ xấu vì nhiều người có thể vận chuyển ma túy và sẽ nói là vô tình, không biết hoặc có sự thông đồng để thoát tội hình sự. Bài viết của Báo Lao Động có đoạn trích theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, tội phạm ma túy gây hậu quả, tác hại rất lớn đối với con người và xã hội. Do đó, Bộ Luật Hình sự đã quy định những hình phạt nghiêm khắc với các tội danh về ma túy trong đó khung hình phạt cao nhất là tử hình song thượng tá lê mạnh hà cũng khẳng định tội phạm ma túy không từ một thủ đoạn nào để che giấu hành vi qua mặt cơ quan chức năng dù thủ đoạn nào thì trách nhiệm của lực lượng công an phải làm rõ hành vi lời khai củng cố hồ sơ chứng cứ diễn biến để không bỏ lọt tội phạm không làm oan người vô tội như vậy, trong vụ án này, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang củng cố toàn bộ hồ sơ, lật tẩy thủ đoạn và những đường dây ma túy có liên quan đến bốn tiếp viên. Đặc biệt, việc bắt thêm hai người liên quan cùng với triệu tập một tiếp viên cùng hãng khi người này có tin nhắn trao đổi gửi hàng tại Pháp cho tiếp viên Trần Thị Thu Ngân nhận hàng và chia hàng cho ba tiếp viên còn lại mang về Việt Nam. Cả năm nữ tiếp viên đều bị tạm giữ. Sau đó, cơ quan điều tra tại thành phố Hồ Chí Minh cho phép gia đình bảo lãnh để họ được về nhà. Tuy nhiên, cả năm người vẫn phải phối hợp điều tra khi có yêu cầu. Cùng với việc thả năm tiếp viên, công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tạm giữ hai nghi can liên quan đến vụ án. Sau vụ việc, Vietnam Airlines đã yêu cầu tổ tiếp viên phục vụ chuyến bay, tường trình và báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ. Năm tiếp viên này đều bị đình chỉ công tác. Đó là những việc làm hết sức khách quan, cụ thể được Thượng tá Lê Mạnh Hà chứng minh khi đưa lực lượng công an vào điều tra vụ án. Lấy dẫn chứng cụ thể về việc bắt đúng người đúng tội, mới đây công an thành phố Hồ Minh đã khởi tố bắt tạm giam 5 đối tượng gài ma túy vào xe và nhà một cô gái bán chó cảnh để hãm hại cô ấy, với nguyên nhân là do mâu thuẫn cá nhân đem lòng căm hận cơ quan công an đã vào cuộc điều tra kỹ lưỡng, minh oan cho nạn nhân và bắt đúng đối tượng. Đây là bằng chứng cho thấy việc đấu tranh với loại tội phạm này là trách nhiệm để không làm oan người vô tội cũng như không bỏ lọt tội phạm. Bên cạnh đó, Thượng tá Lê Mạnh Hà cũng cập nhật thêm thông tin về tội phạm đổi mới lừa đảo công nghệ cao, chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Hiện nay có hơn 20 thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao khác nhau. Khi tiền được chuyển vào tài khoản lừa đảo thì chỉ trong 10 phút, tiền sẽ được chuyển nhỏ qua nhiều tài khoản khác nhau để rút và mua hàng trên các sàn thương mại điện tử ở nước ngoài. Hiện nay không ghi nhận đối tượng lừa đảo ra cây ATM để rút tiền. Quay trở lại vụ bốn nữ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy trái phép về Việt Nam. Trước đó, ngày 16 tháng 3, Tri Cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện lô hàng hóa khoảng 60kg, gồm 4 vali của các tiếp viên Trần Thị Thu Ngân, Võ Tú Quỳnh, Nguyễn Thanh Thủy và Đặng Phương Vân có nghi vấn nên kiểm tra. Phát hiện trong 4 vali, ngoài các vật dụng cá nhân, có tổng cộng 327 tuyếp kem đánh răng chưa mở nắp, nhiều nhãn hiệu khác nhau được đóng gói cẩn thận cùng với đó là 17 chai nước xúc miệng, được đem từ Pháp về Việt Nam. Điều đáng chú ý, bên trong các tuyếp kem đánh răng nêu trên phát hiện có 157 tuyết, chứa tổng cộng 11.284,57 gram ma túy các loại ketamine và MDMA. Sau quá trình điều tra và làm rõ, đến ngày 22 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy, đồng thời trả tự do cho các tiếp viên hàng không sau thời gian tạm giữ điều tra vì không đủ căn cứ chứng minh bốn người này có tội. Điều này đã gây nên những tranh cãi trái chiều, nhiều ý kiến cho rằng các tiếp viên dù vô tình hay cố ý vận chuyển ma túy cũng phải có trách nhiệm ngay sau đó bộ công an cũng đã lên tiếng về việc trả tự do không đồng nghĩa với vô tội khi cần cung cấp thêm thông tin chứng cứ mới bốn cô gái này vẫn phải có mặt để phối hợp với lực lượng chức năng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án vụ việc xảy ra với bốn tiếp viên chính là hồi chuông cảnh tỉnh nhắc nhở cho tất cả mọi người cần cảnh giác trước những đối tượng có hành vi lạ nhất là ở nơi công cộng dù có sử dụng các thủ đoạn tinh vi, song bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các vụ án đều được mở rộng điều tra làm rõ những đối tượng có vai trò chủ mưu. Dù bất kể người phạm tội là ai, luật pháp luôn song phẳng, nhất là đối với những tội phạm có liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy. Thời gian qua, thủ đoạn vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không ngày một tinh vi và phức tạp. Bên cạnh việc sử dụng các phương thức thủ đoạn đã từng bị phát hiện như trà trộn, ngụy trang cất giấu trong các mặt hàng thực phẩm chức năng. Gần đây, lực lượng chức năng còn phát hiện các đối tượng này vận chuyển hàng cấm, cất giấu trong các máy móc thiết bị, đồ gia dụng, hòng qua mắt lực lượng chức năng, hoặc giấu trong các vật phẩm dạng dễ che giấu như sô-cô-la, cà phê hòa tan. Từ vụ 4 tiếp viên hãng hàng không Việt Nam Airlines xách tay hơn 11kg ma túy từ Pháp về Việt Nam, mới đây bộ công an cũng đã lên tiếng cảnh báo người dân khi di chuyển tại sân bay bến tàu bến xe hay các nơi công cộng cần phải đặc biệt cảnh giác với những hành vi lạ bất thường nhờ trông hoặc cầm hộ hành lý với các lý do như quên ký gửi hành lý hành lý quá cân hay đi đăng ký để ký gửi hành lý vệ sinh không nên sách đồ hộ người lạ khi chưa biết rõ về hành lý bởi trong thực tế, không ít người làm ơn đã phải đối diện với nhiều rủi ro khi sách hộ hàng cấm, ma túy, ngoại tệ, cổ vật. Ngoài ra cần chú ý, các cá nhân vận chuyển đồ như hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý, di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái quy định của pháp luật tùy theo mức độ, giá trị hàng hóa có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 5 năm. Thưa quý vị, mặc dù trước đó đã có rất nhiều bài học liên quan tới cầm hộ, giữ hộ ở sân bay bị bắt vì vô tình vận chuyển hàng cấm đã diễn ra. Khi xảy ra sự việc, nhiều người hoảng hốt cho rằng mình không biết đó là ma túy, nên nhận định bản thân không có tội và vô tư cầm hộ, cầm giúp hàng hóa cho người khác. Vụ việc bốn nữ tiếp viên hàng không vận chuyển hơn 11 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam, mặc dù đã diễn ra 2 tuần nhưng vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người, không nên dễ dàng tin tưởng người lạ, không cả nể, tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc không mong muốn, rước họa vào thân hay làm phước phải tội. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.